Rồi chửi lộn đi ha, chửi lộn đi. Có cái gì cây đi, thâu vô hết. Đi bộ đi vòng. Để rồi em có hạn cho đi đâu đi. Ngồi trời nó lo bên chồng nữa không à. Để chưa? Không cân ổng làm sao? Cái mày ổng thua tao mày, ổng mới giúp tao, tao giúp tao hơn hả? Mà tao đâu mũi mày đâu. Tao mũi không cho đi. Chăm bù chưa? Bà xã tôi mau mau nói là chưa. Tưởng đâu bà có. Ai nè bà đưa. Chắc cà chua ăn thử. Chưa. 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 Quay chưa? Hỏi đi. Ê Trinh, Trinh, Trinh. Bà ăn thử cái set này chưa vậy? Chưa. Tôi cho bà ăn thử cái này. Ngon lắm rồi nha. Cà chua này cũng ngon dễ sợ. Chưa ngon lắm. Chưa.
Tàu này xuống để đi vô Nha Trang nha. Không? Nói đại vậy đấy. Rồi chuẩn bị lên tàu vô Nha Trang. Ok bye. Mấy người cười tươi lên nha, đừng có nhăn nhăn lát dính cho phim tôi không có sửa, dính hết á. Ông này nè, ông này ăn nhiều nè. Ông này ăn nhiều nè. Quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn.
vô 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 luộc như lùa heo vậy á. Ok coi lú cái đầu ra tự ai đút cái đầu vô nha. Nó quay phim chứ chụp hình đâu. Để cao chút. Nó cao hết ra rồi cái xe. Cao hết chưa? Hết rồi thơm mộc rồi. Biết sao không? Trời ơi, đỉnh chụp hình đẹp dễ sợ lắm. Ồ, ờ, cái hòn nó đẹp lắm mà. Có hòn là đẹp rồi. Sao cũng khó hòn với cái khó hòn. Nổ rồi mình hết hồn luôn. Nên mà nói ủa bà chị mình còn xưa cha tiêu bác và cô lồn hoài tây người mày túi đấy nghe nè rồi mình hết hồn biết bịa luôn á trời ơi trời già sao mình tù luôn á bỏ mẹ già mà băng tuổi đi học hồi xưa luôn mà tự nhiên mình mày bực con cái mà con thấy mình dùng giọng hồi xưa sao mày con tới với mẹ con là mẹ con chứ tới hả thấy vui trong mình á thấy vui vui thầy kêu quá trời luôn thấy chướng. Thank you.
ăn đi em, ăn đi. Qua có heo bự á, qua còn ngọt quá hả? Cái này ngon nghe. À. 1 kg 3 đồng hả? 3 đồng mấy? 1 kg 3 đồng mấy, tức như là có đồng mấy một phao à. Đó. Ăn ăn. Đó, sầu riêng là phải ăn như vậy nè. Mình mắc quá. Đây mình mắc quá. Ngon. Ngọt vừa không ngọt lắm. Dạ, không ngọt. Vừa ngọt vừa mà béo vừa luôn. Thanh ăn quá. Mùi ra. Quá trời muối luôn rồi. Lấy cái dĩ này ra, lấy cái bao tay ra. Đó, hộp rồi. Có nhiều hộp lắm mà. Cái tụi này lớn quá. À. Mà cầm máy và vô lý luôn ha. Tôi nói là cái gì không hiểu. Tại nói là những cái sample mà nó cho nhỏ nhỏ là bằng cô lấy cái cầm máy vô lý. Em cũng nghe mà nói bác sĩ này chứ thiệt cắt cột cắt cột cắt cột trời ơi, mà cái kéo cha để tôi cứ rút ra cái nhục chi họ thì đi luôn. Ôi trời, mắc cười quá trời. Trời, bác ổng là chuyên môn cắt mà cái đâu mấy mẹ là không ai dùng hết, tôi dùng ra, tôi có đem theo ít đồ nữa ra chút chơi. Ủa chà, chơi cha một cái bóp xanh nhéo vô đó luôn. Tôi rồi, đó là đứt bóng luôn hả? Chơi luôn một cái bóp xanh nhéo vô.